Xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Bonsai Mini TNCT. Thì hôm nay vườn con lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú anh chị mình, đó là một số cây cần thăng mà bên vườn đang bán ha. Thì hiện tại những cây cần thăng này là được nuôi trồng từ những cây rất là nhỏ và trồng lên hiện tại là cũng là một năm mấy rồi, cây đang phát triển rất là tốt. Thì thân của nó nhỏ hơn con tây úc một tí xíu ha. Đó, và cây đang phát triển rất là ok và được cắt lá đồ lại hết rồi vô cái cọng dây để uống thân cơ bản, thì về cô chú mình có thể là sửa lại uống lại được hết hoàn toàn nha. Đó, thì ưu điểm cây này của hiện tại nha, thì nó đang sống tốt, và cái thứ hai nữa là cái củ đế nó quái, cây nào củ đế cũng rất là quái tại vì cây nào cũng quấn củ cả. Đó, thì những cây này chiều cao tầm khoảng chừng 25 cm một cây trở lại. Thì cô chú mình muốn cao rất là dễ, những cây này cao khoảng chừng 40 cm á, do cắt cục lại để vô dây làm đùng lùng mini không à. Thì về cô chú mình muốn cao nữa thì rất là dễ đó. Nó ra khoảng chừng 3-4 tuần là cao lên gần 1 mét luôn á, cái này là con nói thiệt. 3-4 tuần thôi cô chú mình hãm mấy cái chi dưới lại cho nó ra cái chỗ cái đọt thôi là nhanh lắm. Thì nói thì nói vậy thôi chứ mình chơi mini mà mình đâu có cần cao như vậy đó. Thì những cây cần thăng này về cô chú mình chỉ cần thay chậu thôi là sẽ tạo ra một cái sự khác biệt rồi. Nó tại vì nó tôn cái cây lên. Thì nói tới nói lui thì những cây cần thăng này bên vườn con hiện tại đang giao lưu với giá là 45.000 một cây nha cô chú. Cô chú mình lấy 5 cây là 225.000, vườn con sẽ bao ship cho cô chú anh chị mình nha. Còn lấy số lượng 10 cây thì con sẽ tặng thêm một cây. Đó, còn lấy số lượng 20 cây thì con sẽ tặng thêm 2 cây và con bao ship. Rồi tặng thêm hai cây giống nhỏ nữa, hai loại cây giống nhỏ nữa nha. Nó cô chú mình ưng á, thì liên hệ vườn con nha, số điện thoại là 0387849762, gặp Mẫn nha. Rồi cảm ơn cô chú mình đã xem rất là nhiều, thì con xin kết thúc video tại đây nha.